Có một sự thật mà không phải ai cũng được biết đến, đó là một người phụ nữ thành đạt có một cuộc sống viên mãn tại một đất nước văn minh. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ về quê nhà, lòng cô luôn trăn trở vì thế hệ trẻ của quê hương còn đối mặt với bao khó khăn cho hai chữ tương lai. Ước mơ của cô là làm được điều gì đó cho quê nhà. Người và tên đã đi đôi với nhau. Ở đây, ai cũng quen gọi cô bằng một cái tên rất gần gũi là cô Tâm. Cô Tâm đã dùng chính nghề nghiệp của đời mình và đã sáng lập ra hai chi nhánh dạy nghề tóc, nails, trang điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là Why Not và USA Canada, nhằm đào tạo và giúp đỡ cho những ai muốn trở thành một người thợ chân chính và nghiêm túc nhất. Cô thường nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, nhưng muốn thành tài thì phải có thành tâm trước. Khẳng định được chữ tài, chữ tâm và uy tín cùng với đội ngũ giáo viên gạo cội, nên trường nhận được rất đông học viên khắp nơi với nhiều đối tượng khác nhau. Đặc biệt, cô rất tâm huyết đến các gia đình có con em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ và bộ đội xuất ngũ. Cô sẵn sàng giúp đỡ các em có được một tương lai với một nghề chân chính có ích cho gia đình và xã hội. Và như vậy là thông qua đoạn phóng sự vừa rồi, một nhân vật mà Minh Trí muốn giới thiệu đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là cô Tâm, một người đã quyết định từ bỏ một đất nước phồn thịnh ở Mỹ để về Việt Nam mở trường và truyền đạt cho thế hệ trẻ Việt Nam một nghề chân chính, đó chính là làm đẹp cho người. Thưa cô Tâm, lý do nào và cũng như là động lực nào khiến cô quyết định trở về Việt Nam, một công việc xem như là khó trong bề đối với cô ạ? Chào Minh Trí, với cô đôi khi cái mình đã xác nhận được cái công việc giá trị đích thực của nó thì cái sự gian lao vất vả đó sẽ trở thành một niềm hạnh phúc. Cô từ bỏ mọi sự bên Mỹ để về đây vì cô là người Việt Nam, cô yêu thương thế hệ trẻ Việt Nam. Hiện tại thì cô nhìn thấy có những em có bằng lớp 12 hoặc là bằng đại học trong tay cũng chưa ai chắc rằng mình sẽ tìm được công việc ổn định lâu dài. Huống gì là còn rất nhiều em chỉ chưa học được cấp 2 hoặc là chỉ có mới cấp 1 ở vùng sâu xa mà thôi. Thì cô được tạo hóa để ban cho cô có một cái nghề chân chính và một trái tim biết yêu thương san sẻ, thì ít giúp cô có thể làm điều đó cho quê hương của mình. Vì vậy mà cô đã về đây để trao hết cho tất cả các em và quê hương những gì cô đang có. Như vậy là sau khi cô đã ước mộng cho các bạn trẻ Việt Nam và cũng như là truyền đạt cho họ những nghề như cô mong muốn, thì ngay tại thời điểm hiện tại, cô có mong muốn là nhận lại những gì cho riêng mình hay không ạ? Với cô, ngành giáo dục nói chung không khác gì là nghề đưa đò. Khách đưa đò sang sông, ít có ai nhìn lại con đò của mình. Nhưng các em vào đây không những là bằng cấp các em có, tay nghề các em có, các em còn được học tất cả những gì từ nơi cô. Đó là cái cách kỹ năng sống và cái nghệ thuật sống với người khác. Bên cạnh đó thì cô nghĩ khi ra đời các em có những cái thành tựu, các em sẽ tự tin, với niềm tin các em sẽ làm được. Những gì các em làm được thì cô thấy hạnh phúc. Các em cũng giống như là chính hạnh phúc là sự đáp đền lớn nhất đối với cô. Xin được cảm ơn cô Tâm rất nhiều ạ. Cảm ơn chị. Lý do tại sao bạn chọn trung tâm này để học nghề ạ? Dạ, em cũng đã học nhiều nơi rồi, nhưng mà em cảm thấy quan đó là rất tốt và chuyên nghiệp nữa. Dạ. Còn về giáo trình thì cập nhật theo xu hướng. Dạ. Giảng viên ở đây dạy thì giàu kinh nghiệm và rất nhiệt tình. Còn bằng cấp ở đây thì là của nhà nước, em có thể mở được giấy phép kinh doanh. Dạ. Bạn có thể là cho biết là bạn đã học được những gì từ các thầy cô ở trung tâm? Dạ, cái thứ nhất là em học được một cái nghề để nuôi sống bản thân mình. Dạ, em học được những cái kỹ năng sống và đặc biệt là cái tâm trong nghề nghiệp. Tiêu chí chung của trường là giúp đỡ người nghèo. Vì thế, trường thường tổ chức các buổi cắt tóc từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những cụ già neo đơn, cơ nhỡ hoặc những đơn vị cần giúp. Chuyến đi cắt tóc từ thiện của trường cũng là để các bạn học viên thực tập tay nghề của mình. Các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn những đường kéo để làm sao phù hợp với tính cách cũng như gương mặt của khách. Hơn hết là các bạn học được nơi đây chữ tâm đối với nghề. Cô rất vui khi học trò mình đã thành nghề
và nhớ đến cô qua những lời thăm hỏi. Hơn hết, hạnh phúc lớn nhất đối với cô là giúp được nhiều hơn nữa cho thế hệ trẻ.